Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị. Và trên màn hình, quý vị đã nhận ra được người bạn của chúng ta, anh Đỗ Thông Minh, học giả của cộng đồng người Việt tại Tokyo. Chào anh, thưa anh. Vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo xin kính chào tất cả quý khán thính giả và chào anh Nam Hôm nay không biết có gì rất là bí mật mà anh Minh gọi điện thoại ạ. trước cho Nam từ Tokyo gọi qua Mỹ, nói chốc nữa anh lên đây tôi cho anh thưởng thức một món online mà anh rất là thích. Tôi có hồi hộp hỏi hoài Đỗ Thông Minh không có chịu tiết lộ, thì thôi giờ anh muốn tiết lộ online thì anh tiết lộ giùm cho tôi, thèm anh À, hay là thôi để kỳ sau ê, đi lại thêm tuần anh. thèm nữa. Dạ, thưa quý vị, bây giờ thì bên ngoài đã có không khí mùa thu, thì mùa thu ở bên Nhật này á có hai cái trái cây nổi tiếng, đó là cây hồng. Hồng thì họ có loại hồng tròn, có loại hồng vuông. Hồng của Nhật rất to, rất ngon. Tùy người, có người thích ăn giòn, có người thích ăn mềm chín. Mà mềm chín á, thì có thể cái trái vuông mình cắt đôi ra, mình lấy thìa mình múc được. Còn giòn thì nó cũng ngọt, nhưng mà nó cứng thì không múc được. Thế nhưng mà bên cạnh cái hồng đó thì đã có một cái gọi là nho, tên nó là Shy Muscat, tên nó là có vẻ như tiếng Anh, nó phiên anh ạ. Thì cái loại này nó mới có khoảng chừng 15 năm nay thôi. Tức là một cái nghiên cứu họ pha giống và tạo ra một cái giống nho xin tạm gọi là ngon nhất thế giới. Thì nước Mỹ cũng là một nước nho, Âu Châu là các nước ôn đới thì cũng đều là nước về nho nổi tiếng. Nhưng mà cái gì ở bên Mỹ so với bên Nhật á, riêng về thức ăn thì rất nhiều cái đắt, không những là gấp 5, gấp 10, thậm chí là ở Nhật này đắt gấp 20 lần cũng có. Nhưng mà những bữa ăn bình thường thì ăn cái kiểu fast food đó thì nó cũng tương đương như McDonald's thôi. Tức là độ 5 đô la cũng có, 6 đô la cũng có, chứ không phải cái gì cũng mắc. Thế thì thưa quý vị, cái nho Muscat đó, thưa quý vị, đây để giới thiệu, anh nhìn trên 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 màn hình đấy không? Dạ, Trên thấy màn hình thấy đấy anh không? nhà to quá Đây là anh coi cái ngón út của tôi đó so với trái nho nè. Ngón út so với trái nho anh thấy không? Đây ha. ngón cái so với trái nho nè. Ngón cái nè. Ngón Yeah. cái mà trái nho này gần gấp đôi cái ngón cái đó anh à. Đây nè. Anh thấy cái màu xanh đó không? Màu xanh đó, rất đẹp. Đặc biệt của nó là nó đây, tôi bứt một trái này, anh coi đây một trái của nó, đây một trái mà nó bự Wow. đó, gần Bự bằng trái bóng bàn luôn á. Bằng bự 8 phần 10 trái bóng bàn đó. Rồi. quá. Thì Chừng thưa với đó. anh là vỏ nó mỏng, cắn nó giòn và không có hột, mà trái nó càng to càng xanh càng bóng càng ngọt Bằng ngọt thì không anh? Ngọt không? ngọt 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 rất ngon. Mà đặc biệt nữa là nó thơm anh ạ. Nó thơm cái mùi lai chi, tức là mùi vải đó, trái vải đó. Trái vải mình ăn mình thấy cái mùi trái Yeah. vải đúng không? Cái nho này á, nó có một mùi. Thông thường ra táo là người ta nói táo thơm chứ không ai nói nho thơm bao giờ cả. Nho nó chỉ ngọt thôi. Nhưng mà cái này ăn vô thì thấy có vị của coi như là trái vải nữa. Thành ra giá của nó trung bình ở bên Nhật này đó thì nó khoảng cỡ 20 tới 25 đô một kilo. Đó. Một cái khay nó bán, thường nó bán một khay như vậy anh, tức là một chùm đó, thì một cái khay như vậy á là nó tương đương với là khoảng chừng 600 gram đó, 650 gram đó, thì nó bán là coi như là 16 17 đô đó. Còn nếu một kilo đó thì là cỡ 25 đô, thì anh Cũng tưởng tượng nó mắc như thế cũng nào. cũng đắt như Trong lên. khi bên Mỹ á, thường thường là bán á, là có khi là một cái hộp lớn, còn bên đây là thường thường họ để từng khay. Mà bên đây dưa hấu á, nhiều khi to quá đó, này nhà người ít người đó, dưa hấu có khi nó cắt tư nó bán anh. Chứ chứ không có như bên Mỹ là cả cái cần xé đưa vô là cả trăm trái dưa hấu đủ cỡ đủ loại, còn bên đây á đều nhau hết, dưa nó đều nhau hết. Bây giờ nó vấn đề là nó phải có một cái công trường, một cái xưởng để mà đánh bóng cái trái dưa hấu, xong rồi đưa qua một cái máy. Cái máy đó nó đo được lượng glico, độ ngọt của trái dưa hấu. Rồi tùy theo cái độ ngọt đó, nó sẽ dán nhãn và nó tính giá tiền. Thành ra đôi khi mình nhìn bên ngoài hai trái, không biết trái nào nắc mắc hơn trái nào. Và cái kiểu Việt Nam mình là lấy dao mình xâm. Đó, nhưng mà nhiều trái bán mà cứ xâm vậy thì đâu có được. Còn ở đây á, nó bằng máy. Thứ nhất là nó vô, nó đánh bóng, đánh sạch sẽ hết. Đất cát là không còn gì hết. Thứ hai nữa là nó đưa qua máy.
phân cỡ kích thước, thứ ba nữa là phân độ ngọt đó. Thành ra thường thường đó, thí dụ như khoảng 30 50 gia đình trồng dưa hấu mà nó phải trồng trong nhà kính anh, tức là bao ni lông đó, bằng mọc ni lông để cho nó đủ nóng. Tôi có vô trong nó rồi, tôi thấy nó nóng lắm, nóng là cỡ 35 40 độ đó, bên trong đó, bên ngoài thì không có dễ, tại vì nó là xứ ôn đới mà nó muốn trồng dưa hấu là nó như vậy. Thì dưa hấu của nó khác mình ở chỗ là dưa hấu của nó là vào mùa hè, đúng là mùa hè, mình là dưa hấu vào dịp Tết. Cũng có miền Nam thì nóng nhưng mà miền Bắc thì không có nóng mấy, nhưng mà đại khái như vậy đó. Thì xin giới thiệu quý vị, nếu mà có dịp qua vào mùa thu thì quý vị cố gắng mua cái size Muscat, mà cũng có nhiều loại, đôi khi chúng ta phải lựa cái loại ngon ngon một chút, nhìn á, nhìn nó to nó bóng đó thì ngon, chứ đừng mua rẻ quá thì ăn nhiều khi nó uổng là mình chưa thấy tận hưởng được cái ngon của nó. Ngoài cái này ra thì mùa hè vừa rồi đó là có cái xoài, xoài nó giống như trái xoài Mexico này, một trái trung bình của nó đó là trên dưới 10 đô, còn loại ngon đó là 20 đô 30 đô. Thì cái xoài này đó, nó màu cam đỏ rất là đẹp, nó mập ú như cái trái xoài Mexico vậy đó, và nó có đốm lấm tấm lấm tấm đó. Thì cái xoài này á, cái độ ngọt của nó lạ lùng, là mát dịu. Và nó bán một trái á, là cỡ nó 10 tới 15 đô, trong khi là ở bên Mỹ tôi thấy là xe nó đưa cả một cái cần xé vào supermarket, cần xé xoài đó, từng hộp này 9 trái cho tới 12 trái mà bán có chừng 3 đô à. Mà bên đây một trái á, một trái xoài Mexico bên đây bán cũng cỡ 5 đô thôi, mà bên Mỹ thì nó bán nghĩa là 3 4 đô là nguyên một hộp luôn, một hộp nó là 9 10 trái. Anh thấy là trái cây bên đây nó mắc thế nào. Nhật thì thức ăn nói chung á, trái cây á, đều ngon, trừ trừ cam. Cam Nhật nó rất là khô và ít nước mà cũng không có ngọt. Cho nên bên đây mà ở các khách sạn buổi sáng đó, hoặc là ăn trưa đó, hoặc ăn cam đó, thì hầu hết là cam Mỹ. Cam Mỹ có lẽ là ngon nhất đó, cam California hay Florida vân vân. Thôi thì màu đầu thì mình ăn thẩm thụ một chút xíu. Đây quý vị ngó lại một lần chót coi nó lớn cỡ nào đó. Đó anh thấy bự vậy đó. Rồi bây giờ tin tức bên Việt Nam thì thưa quý vị, Khoan 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 Minh, khoan Minh, còn muốn ăn nữa hả? trong trong một cái nhỏ nữa này, trong mấy ngày vừa qua tôi có nói chuyện với Trần Chí Phúc nhạc sĩ, À vâng. anh không biết cái bài và chúng ta có nói đến một cái bài là cái chết của thi sĩ Cung Trọng Tử. À vâng. Cái bài nổi tiếng của anh là Lên Xe Tiễn Em Đi Chưa Bao Giờ Buồn Thế, anh nhớ không? Dạ. Trời mùa đông ba Paris, suốt đời làm chia ly đó. Điển em về xứ mẹ anh mới nói bằng tiếng hôn, vì càng trăm ngày xa cách gì đâu, vân 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 vân. Thì đây là một thi sĩ lớn của miền Nam, miền Nam, và ca khúc được phổ từ thơ của anh là bài thơ là rất là Lên nổi xe tiếng, tiễn em đi hả? Tiễn Em Đi, mùa thu Paris, rất nổi tiếng. Thì anh đến Mỹ, nếu tôi nhớ không lầm, là trên dưới gần 50 chuyến từ Nhật Bản 45 sang Mỹ, chuyến này, 45 45 chuyến là chắc chuyến, tị rồi. và ở tại Mỹ cũng gần khoảng chừng trên dưới 20 năm. Và anh đi Không. khắp nước Mỹ, anh có dịp gặp thi sĩ Cung Trọng Tử mà. À, rất tiếc mình không có dịp gặp, hoặc là đôi khi gặp nhưng mà trong đám đông thì không để ý, thành ra không có rõ lắm. Tổng thời gian mình ở bên Mỹ thì khoảng 6-7 năm thôi, trong 45 chuyến như vậy, mà hai Thì lần dài nhất là 10 tháng ở 10. đó là một số nhà thơ miền Nam nổi tiếng, Du Tư Lê, Cung Trầm Tử, vân vân, thì anh cũng vừa đi, thì để loan báo cho quý vị thêm lần nữa. Rồi anh trở lại chuyện tin tức của anh Minh nha. Anh Du Tử Lê thì tình cờ mình mới gặp năm 2019 tại một cái quán cà phê, nhưng mà chợt nhìn thì không nhận ra, nhưng mà nhìn kỹ là nhận ra. Rồi không ngờ về bên đây chừng non một năm sau thì nghe tin anh mất rồi. Bây giờ về cái vấn đề ở Việt Nam thì có lẽ là xin lỗi quý vị, gây cấn nhất đó, tại thèm nho quá đó anh, để mà không được ăn. Gây cấn nhất đó thì có lẽ là cái vụ Vạn Thịnh Phát anh ạ. Cái chuyện về Vạn Thịnh Phát đó là gia đình của cái bà gọi là bà Trương Mỹ Lan đó, mà chống lưng đó là ông Lê Thanh Hải, từng là ủy viên Bộ Chính trị và chủ tịch bí thư của thành phố Hồ Chí Minh đó. Thành ra và dính nhiều nhất, nặng nhất ở cái vụ cụ thể đó là dính tới kể cả cái vụ Thủ Thiêm
Có thể nói như đây là một cái đại gia đình người gốc Hoa, chồng thì người Hồng Kông và bà này thì ở bên Việt Nam, và chung quanh gia đình cũng đông lắm, cả chục người, thì được coi là gia đình giàu nhất Việt Nam. Và có thể là tính cả gia đình bà thì có thể hơn cả ông Phạm Nhật Vượng nữa. Nếu mà cộng lại, người ta nói là hầu hết những cái đất vàng đó, đất đắt ở Sài Gòn đó là gia đình bà này nắm. Thì kinh doanh là khách sạn, rồi quán ăn, restaurant hạng sang, cũng như là buôn bán địa ốc. Và cái chuyện làm giàu thì chúng tôi thấy rằng là ở Việt Nam mình nghe nói có 6 tới 9 tỷ phú thì dường như là một nửa đã bị bắt rồi anh đó, cho thấy rằng là người ta giàu lên không thể nào buôn bán làm ăn bình thường mà giàu như vậy hết. Ở Việt Nam bây giờ cái giàu nhất đó là đất, mà đất đó là mua bằng cách móc ngoặc, mua một cách giá rẻ, đất công thổ đó anh, mua giá rẻ thì cái chênh lệch đó là chia đó. Rồi từ cái đất đôi khi nó là đất hoang, đất ruộng thì mới lại đổi cái mục đích sang là đất công nghiệp, giá nó mắc lên gấp 3, gấp 5 lần. Rồi lại đổi từ công nghiệp sang thổ cư, tức là chia lô bán nền, đó, là đất ở. Thì anh thấy là một cái bãi đất trống là cả trăm năm nay không ai đụng tới thì nó đâu có giá gì đâu. Bây giờ nó kết thành cả một cái chung cư, có khi mấy chục cái cao ốc đó anh ạ. Mỗi mỗi một cái cao ốc là từ 20 tới 40 tầng. Thì anh tưởng tượng rằng mà theo loại sang đó, lại sang chứ không phải là lại lụp sụp, làm sao mà nhà lụp sụp bằng 30 40 tầng được. Thành ra loại sang như vậy, cho nên tiền nó tăng lên rất là dữ dội. Thành ra người ta coi như là gia đình Vạn Thịnh Phát này á, là chiếm cực lại. Miền Nam nói chung, Trịnh Văn Quyết á, là miền Trung, Dũng á, thì là coi như miền Bắc. Tức là ba anh là về địa ốc nổi tiếng của ba vùng. Thế cái chuyện là Vạn Thịnh Phát này á, thì người ta nói tới lâu rồi, bởi vì giàu nổi tiếng quá, mặc dầu họ không có lên tiếng gì về chính trị, chính trường gì hết, nhưng mà họ là gốc Hoa. Và cách đây chừng 5 năm không hiểu sao, có một thời tự nhiên cả gia đình xin phép bỏ quốc tịch Việt Nam, trở lại quốc tịch Hồng Kông hay gì đó. Thế rồi đang làm đơn xong đó, thì lại rút đơn, không 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 làm nữa. Đó. Thế họ thấy bất lợi sao đó, thành ra họ vẫn giữ nguyên. Thì cái chuyện Vạn Thịnh Phát đó, nhất là có Lê Thanh Hải đứng đằng sau lưng, cho nên rằng là chống lưng làm tất cả những cái việc như vậy. Thế thì cả chục năm qua ai cũng biết tới hết, nhưng mà không hiểu sao bây giờ thì coi như mới bị lên thớt. Và bên cạnh cái vụ bị lên thớt này đó, thì nó lại có hai cái chết mà theo cá nhân mình và nhiều dư luận cũng cho biết rằng cái chết này đó, nó bất thường và có thể là nó liên quan tới những cái vấn đề làm ăn. Thì thứ nhất là ông Nguyễn Tiến Thành, là chồng phó giám đốc Vạn Thịnh Phát, ông đột tử đó, ngày mùng 6 tháng 10 vừa rồi đó anh. Ông này trẻ, còn trẻ lắm, 50 tuổi à. Đó, mà đùng một cái lăn ra chết. Thì bây giờ nhà chỉ nói là đột tử thôi, chứ còn không nói thực lý do là tại sao. Đó là ngày mùng 6. Rồi tới sau đó, đó thì lại tới ngày mùng 7 là một cô trợ tá cho bà Trương Mỹ Lan này đó. Đó là cô Nguyễn Phương Hồng, 39 tuổi, là trợ tá, thì cũng bị coi như là khởi tố. Mà có 2 ngày sau thôi, tự nhiên lại lăn đùng ra chết. Đó. Thành ra hai nhân vật này, một người chết ngày mùng 6 và một người thì chết ngày mùng 10, tức là bị khởi tố ngày mùng 7, mùng 10. Đó là hai nhân vật rất là quan trọng trong cái nhóm này. Thì có câu người ta viết nửa đùa nửa thật, rất là cay đắng. Đó là những cái chết đúng quy trình. À, tức là anh nắm những cái vai trò đó thì tới cái lúc là anh phải im tiếng, im vĩnh viễn luôn. À, thực hư thực như thế nào thì chưa rõ, nhưng mà trong những cái vụ kinh thiên động địa vừa qua, chúng ta thấy hầu hết là những cái tay tỷ phú, và cái ngân hàng liên hệ với bà này đó thì là dân chúng bắt đầu hoảng. Ở đâu cũng vậy hết, khi mà những cái người quan trọng có vấn đề thì là dân chúng lo đi rút tiền, xếp hàng rút tiền, mà nhiều khi phải lấy số, chứ còn không có thì trong một ngày đó mà không lấy số kịp thì phải đợi đến ngày hôm sau. Và có tin rằng là bà này thực ra không có dính tới vấn đề ngân hàng, nhưng mà con người tin đồn thì cứ lo là lo thôi, chứ làm sao mình biết được bây giờ người ta giữ tiền mình, người ta trả như thế nào, trả hay không, và có liên lạc với bà này như thế nào thì không biết. Nhưng bà này là cũng có dính ít nhiều với vấn đề cổ phần ngân hàng vân vân đó. Đó, thành ra vì vậy cho nên nhà nước cũng phải lên tiếng là nhà nước sẽ hỗ trợ hết mình. Cho nên bà con yên chí, đừng có đi vội rút tiền, tức là
có những cái món tiền mình gửi gọi là định kỳ đó anh, ví dụ như 2 năm, 3 năm, 5 năm, nhưng mà bây giờ là rút ngang, tức là thay vì anh được lời 7-8% thì bây giờ nó chỉ còn có chừng 3% thôi đó. Nhưng mà còn hơn là lỡ mất tiền thì sao, đó là cái lo. Thành ra từ cái lo của người này nó làm cho người khác lo theo, thành ra thấy người ta vội vàng người ta đi rút tiền thì mình cũng phải đi rút tiền. Thành ra cái vấn đề Vạn Thịnh Phát sau này sẽ xử như thế nào thì không biết, nhưng mà đại khái nó vẫn liên quan tới thứ nhất ở Việt Nam đó là cái vấn đề đất đai, và thứ hai nó là vấn đề trái phiếu đó. Trái phiếu tức là cái số tiền của mình có thì rất ít nhưng mà khai khống lên là rất là to, từ đó cái số trái phiếu nó tăng, tăng trái phiếu lên rồi bên ngoài dư luận thấy thì giá trái phiếu nó cũng cứ lên, thì nghĩ rằng đây là một công ty làm ăn có lời, mà ông sếp là ông tỷ phú đó, thành ra thấy người ta làm ăn dễ quá mình có tiền để làm gì đi mua trái phiếu. Nhưng mà đến lúc mà họ tung ra họ bán hết trái phiếu với cái giá đó, nghĩa là lên tới đỉnh rồi đó, là cái bong bóng nó vỡ, thì cái tên này giống như ông Quyết rồi đó và Tân Hoàng Minh đó, đó thì tức là ôm số tiền để chạy. Thì sở dĩ cái vụ Trịnh Văn Quyết mà nó xảy ra lần này là lần thứ hai đó, là bởi vì lần thứ nhất ông ta ôm cũng là cả vài trăm cho tới cả ngàn tỷ đó, nhưng mà bị phạt có 1,5 tỷ rồi. Bị phạt về vấn đề coi như hành chánh có 1,5 tỷ thì trời chẳng khác nào dụ nó mày cứ làm tiếp đi, thấy không, ăn của người ta cả ngàn tỷ mà bị phạt có 1,5 tỷ. Cho nên Trịnh Văn Quyết là cái vụ thứ hai, vụ thứ hai này lớn hơn nữa và kỳ này thì bị bắt. Thành ra như chúng tôi vừa mới trình bày, mình có 6 cho tới 7-8 tỷ phú mà cũng hơi ồn ào, và thứ nữa là vấn đề tiền bạc không có rõ ràng. Ngay cả ông coi như là giàu nhất của Việt Nam đó, của Vingroup đó, thì bây giờ cái số tiền nợ của ông ta đó cũng lên tới vài chục ngàn tỷ, và có cơ là ông ta không trả nổi. Một mặt nữa là có cái chuyện là ông ta lại rời văn phòng qua Singapore đó, thì Singapore nó có thể là có quy chế về vấn đề thuế má rất là dễ rẻ và có khi không thuế nữa. Cho nên bây giờ đó ông làm ăn ở Việt Nam nhưng mà lại lại coi như nếu mà có đóng là đóng cho Singapore với một cái giá rẻ, coi như Việt Nam không ăn được gì hết. Mà trong khi ông thiếu nợ và cái ban quản trị đặc biệt là toàn là những người ngoại quốc mà nổi tiếng trong ngành xe hơi á, thì bốn ông chắc là nhìn thấy cái tương lai mù mờ của công ty đang từ xe xăng lại muốn đổi sang xe điện và muốn lập một cái công trường mới ở tại North Carolina với cái số vốn là 4 tỷ đô la. Người ta hỏi là tiền ở đâu ra thì ông thì nói là bây giờ đang kêu gọi mọi người đóng góp. Thành ra có lẽ là thấy cái chuyến này nó phiêu lưu quá, ông này đi quá nhiều. Tính ra là ông làm ăn ở mấy cái chục chục ngạng mục khác nhau ra anh ạ, chứ không phải chỉ có một thứ, không phải xe hơi đâu đó, cả xe 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 gắn máy vân vân đủ các thứ hết đó. Rồi cũng có những cái đã thất bại và có những cái thì thành công mà ông lại đưa ra những chương trình mới như vậy. Rồi cái vấn đề ông chuyển văn phòng qua Singapore, rồi vấn đề cái ban tham mưu ngoại quốc để mà đánh cái thị trường Mỹ thì tự nhiên nó nghỉ hết, chưa làm ăn gì hết thì đã rủ nhau nghỉ. Vậy thì phải có vấn đề gì rất lớn bên trong. Và chính vì vậy cho nên nó lại có vấn đề nữa là cái công ty xe hơi của Vingroup á, thì nó gần như là cái bộ mặt của kinh tế Việt Nam. Và trước đây đã có một số người cũng đã làm đi vào cái lĩnh vực này nhưng mà đều thất bại. Bởi vì thứ nhất là anh chưa có tiếng tăm. Thứ hai là anh muốn chiêu dụ khách hàng thì anh phải bán rẻ, phải chịu lỗ 5-10 năm. Nhưng mà nếu mà anh chịu không nổi á thì là bức đó, chứ không phải mình ra một cái xe trông đẹp giống cái xe bên cạnh, những cái xe bên cạnh nó là Honda, Toyota hay là Mercedes hay là Audi vân vân, là cái xe ai cũng quen cũng biết và người ta đã ra đời cũng cả trăm năm nay rồi, thì nghĩa là cái kinh nghiệm và mọi thứ, nhất là cái hệ thống service của nó, thấy không? Bây giờ anh bán xe, người ta mua xe anh ở Hà Nội, đến lúc ta chạy trong Sài Gòn nó hư, nó trục trặc hay nó đụng, nó bể cái bóng đèn rồi sao, không lẽ người ta phải chạy ra ngoài 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 Hà Nội người ta kiếm cái bóng đèn? Thì tất cả những cái dịch vụ nó đi kèm nó cả cả một thời gian rất là dài, cho nên ít nhiều cái chuyện bên trong thì thế nào cũng có phong bì qua lại, nhưng mà cái vấn đề là nhà nước cũng muốn bảo vệ cho cái công ty này. Thành ra vừa rồi nó có cái chuyện là ông Phạm Nhật Vượng đó, những thông tin liên quan tới ông khá tiêu cực được đăng lên các báo thì sau đó đã được lệnh bỏ xuống, tức là có rõ ràng có cái sự nhà nước bao che trong một cái vấn đề này. Anh còn nghe không?
Đang nghe nha. Ok, bây giờ thì mình qua tới cái vụ nữa, đó là cái vụ thiền am bên bờ vũ trụ. Thì quý vị cũng đã biết, đã đưa ra xử đầu tiên đó, họ đưa ra xử đó, họ nói rằng là thông tin tuyên truyền có hại cho nhà nước và một số cá nhân vân vân. Thế thì cộng với cái tiện gọi là loạn luân và tước đoạt tài sản. Thế nhưng mà đến gần đó thì họ lại bỏ hai cái sau, họ chỉ xử có cái trước thôi. Thì tất cả cũng 23 năm cho 6 người, 23 năm tù. Và ông Nguyễn Tường Vân là 90 tuổi đó, chín mấy tuổi đó, thì ông đó là bị 5 năm tù. Thì họ cũng đã có kháng án. Nhưng mà bây giờ đó thì công an lại quay trở lại cái chuyện cũ, tức là lôi cái chuyện loạn luân và cái chuyện tước đoạt tài sản ra. Thì ở cái nhà đó thì họ ở chung hai mươi mấy người với nhau. Thì bây giờ nếu mà tính tới vấn đề loạn luân thì phải xét DNA. Cho nên là công an hai mươi mấy người đã ập tới và lấy máu hay là lấy tóc, nước bọt để mà thử. Và có tin là một số người phản đối, nhất định không chịu thử. Nhưng mà không biết kết quả, thì bởi vậy cho nên phía công an đến lấy tử cũng đông lắm, hai mươi mấy người. Coi như là một cái vụ cưỡng bách. Tại vì anh không thử cái đó thì anh không thể kết luận gì về vấn đề mà loạn luân hay không. Đấy, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là cái chứng cứ của công an đưa ra có là thực hay không. Đây là chứng cứ đây, nhưng mà cái chứng cứ này anh lấy của ai? Anh lấy cùng một người anh đưa ra thì nó giống nhau, còn lần này anh lấy của hai người khác nhau thì nó sẽ khác. Thành ra cái chứng cứ nếu mà công an cố tình họ chơi đó, thì chắc chắn là cái gì họ cũng làm hết. Đó, còn sau này thì tính sau. Giống như cái vụ một ông thiếu tá đi xe hơi đụng một cái cô bé mới khoảng 19-20 tuổi đi xe gắn máy. Ông này đụng cái xe mà nó văng tới mà không may là đụng cột đèn. Thấy không? Cái xe của cô bị văng tới đụng cột đèn, cô đập đầu vào cột đèn mà cô ngã xuống thì cô bỡ sọ cô chết. Thế thì cái tên thiếu tá này đó, nó mới gọi là thay người. Đó. Coi như là có người thế mạng đó, ra nhận mình là tài xế thế này thế kia. Và cô kia được đi bệnh viện khám và nó chạy tiền này, nó chạy tiền để bệnh viện nói là cô này có dấu hiệu có cồn. Thì gia đình đều là ngạc nhiên hết, trời, con gái mới buổi sáng ra đã uống rượu là sao, nhưng xưa giờ con này nó đâu có uống rượu đó. Thế thành ra cuối cùng là làm tới thì cái bệnh viện này phải xin lỗi. Thì anh thấy tưởng tượng không, thứ nhất là thủ phạm thì trốn và người khác thế mạng, và còn thứ hai đó là không có dính rượu gì hết thì đổ nó là rượu, mà thực ra cô này cô lái đàng hoàng. Mà chính cái anh thiếu tá này đó đó đang tại chức nha, là anh điện thoại, anh vừa lái xe anh vừa điện thoại. Mà anh biết rồi, khi lái xe mà điện thoại thì có lúc chúng ta sẽ không chú ý được, trên đường xe đi qua đi lại nó rất là nhiều. Thế nhưng mà đó, anh thấy là cái vụ án đó, nó là đầu đuôi nó không ra cái gì cả. Hoặc là cái vụ Hải đó, cái anh Hồ Duy Hải đó, thì Ôi Duy Hải. Hồ Duy Hải 15 năm rồi, anh án tử hình 15 năm rồi. Và cách đây 2 năm thì có một cái buổi họp coi như là hội đồng cao cấp đó, thì do ông Trương Hòa Bình cũng là ủy viên Bộ Chính trị và tránh tránh án tòa án tối cao đó, thì ông này với lại 16 người nữa, tất cả 17 người thẩm phán họp, và 17 người thống nhất là cái bản án là đúng, xử đúng người đúng tội. 17 người đều đồng ý là Hồ Duy Hải có tội và tử hình. Nhưng mà người ta đặt vấn đề là tại sao con dao là chứng ở trong đó không phải là con dao thật mà là con dao mới đi mua ở chợ về. Thứ hai nữa là cả cái nhà đó không có dấu vết tay nào của Hồ Duy Hải hết. Anh thấy không? Thành ra cái chuyện là có thể không những có người thế mạng, có người bị thế mạng luôn đó. Đó, anh có một cái hành động gì đó hình như nó dựa vào đó rồi bắt đầu nó vẽ ra rồi nó điều tra và nó xử và nó kết án mà bỏ túi. Còn cái thằng thủ phạm thật đó, nếu mà lôi ra thì chết cả dây chuyền dòng họ nhà nó, những cán bộ cao cấp này kia là tai tiếng. Cho nên nó có cái vấn đề là bắt thế mạng là như vậy. Thì bây giờ gia đình này tranh đấu tới giờ 15 năm rồi, và có thể vụ này thì cái vụ mà hội đồng phúc thẩm đó 2 năm trước đó, thì bây giờ lại kết luận nha, là 17 ông thẩm phán mà bây giờ lại kết luận rằng là cái vụ đó là coi như là không có đúng quy định. Đó, một cái phiên họp không đúng quy định mà tới 17 ông thẩm phán đồng ý là Hồ Duy Hải có tội và tử hình. Đó. Thế bây giờ thì lại bảo cái đó là không đúng quy luật, tức là phải xét lại. Đó. Anh ra anh thấy nó đầu đuôi nó không có ra cái gì hết á. Mà ngày xưa đó anh biết không? Cộng sản không có trường luật. Ngoài Bắc á, thời Pháp thuộc đây thì cái miền Bắc của mình á,
có hai cái trường rất lạ, đó là trường luật và trường y khoa. Mặc dầu trong Nam mình là đất Pháp, thuộc địa Pháp, ngoài Bắc chỉ gọi là đất bảo hộ thôi, nhưng mà khi lập trường á thì lại lập trường y khoa và trường luật ở ngoài Bắc. À, cho nên rằng là đến khi mà cộng sản nó vào gọi là giải phóng thủ đô đó, ngày về rồi đó, thì một trong những cái điều đầu tiên là giải tán trường luật. Trong Nam cũng vậy anh ạ, trong Nam trước cũng có trường luật ai cũng biết đó. Thế thì khi cộng sản nó vào cũng giải tán trường luật. Và ngày xưa đó nó gọi cái chữ luật sư á với cái giọng rất là khinh bỉ, nó nói luật sư là cái thứ mà không có lương tâm, trả tiền đầu nào nó cãi đầu đó. Đó, tức là phải thì thành trái mà trái thành phải, cứ có tiền là nó làm. Thế rồi sau này nó thấy rằng là cái cuộc sống xã hội rất là phức tạp, không đơn giản, thẩm phán của nó chỉ có một cái sổ sổ tay nhỏ xíu rồi thôi, không có luật có liếc gì hết đó. Luật sau này á là nhờ Pháp với nhờ Nhật đó, nó cố vấn cho dựa theo những bộ luật của mấy cái nước này rồi viết lại. Tại vì Pháp ngày xưa nó cai trị mình là luật cơ bản của nó cũng giống mình, Nhật cũng là nhờ các giáo sư Pháp. Anh biết luật là một vấn đề vô cùng phức tạp, cho nên nó phải có những vị nghĩa là tổ sư về giáo sư về ngành luật. Thí dụ là tôi đây là tôi thí dụ thôi, à, vợ cụ Huy Hà Vũ là luật sư, học luật và làm luật sư. Còn cụ Huy Hà Vũ là tiến sĩ luật nhưng mà nghiên cứu về luật chứ không phải là ông thầy cái. À, thành ra là tiến sĩ luật chứ không phải là luật sư ra tòa. Anh luật sư á, thì anh phải thêm một cái giai đoạn nữa đi thực tập và được chứng nhận cấp bằng là giấy phép hành nghề. Còn là cụ Hà Vũ là đâu có hành nghề đó, thành ra ông chỉ là nghiên cứu về luật đó, đặt ra như thế nào cho nó đúng đó, đó là hai cái vấn đề nó hơi khác nhau. Tức là một luật về lý thuyết và một luật là thực hành là cãi ở ngoài xã hội. Thì cộng sản nó ghét chữ luật sư lắm thì nó gọi là biện hộ sư. Trong xã hội chúng ta là chỉ có biện hộ sư là người đứng về phía nhân dân thế này thế kia. Rồi cuối cùng cái xã hội nó phức tạp quá và bao nhiêu cái chuyện nữa là từ hình sự cho tới dân sự. Cuối cùng trong vòng độ 20, 20, 30 năm trở lại đây á thì mới mở lại trường luật đây. Tức là cộng sản đã từng nói mà, Lê Đức Thọ đã từng nói mà, luật là tao, tao là luật. Đó, nó thành ra cái vấn đề xã hội mình là nó là như vậy đó. Thì anh thấy là hiện nay đó, cái luật của Việt Nam nhức đầu lắm. Ngay cả vấn đề anh thấy bây giờ cầm đèn chạy trước ô tô rất là nhiều. Cái vụ Thiền Am đó, thì luật sư nó không đường, báo chí hai phe, phe nó tả, phe nó hữu, tùm tùm lum á. Mình không có biết cái luật lệ báo chí, nó lâu quá mình không có liên lạc, không có liên quan trong nước, nhưng mà thấy nó tùm lum hết á. Nó loạn sạc cả xã xã ngầu ấy. Thì vấn đề sao diễn ta nhắc lại vấn đề Tiền Am á, tại vì còn vài ngày nữa thôi phái đoàn nhân quyền của Mỹ sẽ có mặt tại Tiền Am, vài ngày nữa thôi. Vấn đề mà xử cái Tiền Am nhé, thì rút Tiền Am, và trước đó phái đoàn của Mỹ đã có mặt tại Tiền Am thì chắc chắn là vấn đề sẽ được đề cập tới. Thì người ta có hai giả thuyết xảy ra. Một là khi mà cái vụ này nó đang trong tầm ngắm của nhân quyền của Mỹ ấy, thì Việt Nam sẽ không dám nặng tay, anh biết không? Thì Thiền Am có thể tránh được tội. Cái thứ hai cũng có thể anh nặng tay làm theo cái kiểu mà hình thức, nhưng sau đó thì cho Mỹ bốc gia đình của Thiên Nam mấy ba chục người đi Mỹ đó, thì người ta chờ đợi thì kết quả như thế nào trên vụ Thiên Nam hiện nay, cái việc xử như thế nào, kết quả việc xử ra sao, sau đó như thế nào là vấn đề lớn, người ta chờ đợi xem. Thực ra trong quá khứ đó, nếu mà mình xét cho quá khứ đó, thì hầu hết những cái người mà được Mỹ bốc đi là những người bị kết án rất nặng, và những cái hoạt động của họ thì nó liên quan tới vấn đề nhân quyền, dân quyền, dân chủ thôi. Đó, chứ còn không phải là những cái vụ bạo động hay là hình sự. Và thường thường là họ bị xử án rất là nặng, giống như cụ Huy Hà Vũ hay là Nguyễn Văn Đài vân vân đó. Đó thì họ bị xử toàn là 10 năm, mười mấy năm. Thì trong trường hợp như vậy đó, thì mình thấy là Mỹ đã can thiệp và cuối cùng họ đồng ý đi thì họ cho đi. Còn trường hợp của Thiền Am Vũ Trụ đó, thì nó lại phân ra hai cái. Một cái trước đó là làm hãm hại cho xã hội, cho đất nước và cho một số người, đó là theo công an kết luận. Còn bây giờ vụ thứ hai này đó là cái vụ loạn luân, tại vì cũng có người tố. Cái người tố đó lại là chính là tự nhận mình là đứa con loạn luân đó.
của ông Lê Tùng Vân với lại con của ông. Đó, thành ra bây giờ ba người không biết gọi nhau như thế nào. Tức là con gái của ông Lê Tùng Vân, ông ăn ngủ với con gái ông và đẻ ra cái anh này. Anh này năm nay cũng ba mấy tuổi rồi chứ không phải ít đâu. Nhưng mà đó là có một mình anh nói à. Và anh nói thì anh cũng nói mớm mớm, tôi đã từng ở đó bao lâu, 30 năm tôi biết hết mọi chuyện thế này. Nhưng mà bây giờ cái chứng nhận thế nào là anh là con của ông Lê Tùng Vân với lại con của ông Lê Tùng Vân thì cũng không có rõ. Lâu nay lại không thấy anh xuất hiện nữa. Trước cả cái vụ mà bà Vương Hằng bị bắt thì lại cũng bớt thấy anh xuất hiện rồi. Nhưng mà bây giờ thì bên công an lại khởi tố thêm cái thứ hai nữa, tức là tước đoạt tài sản. Tước đoạt tài sản nghĩa là làm sao? Nó có nhiều hình thức lắm, nhưng mà có thể là cái hình thức cho rằng là năm cái đứa nhỏ này đó đều là những đứa vô gia cư và được nhận về nuôi, trong khi có đơn tố cáo rằng những cái bà Nico đây đó chính là mẹ nó đó, cũng là mẹ con hết đó, nhưng mà bây giờ khai láo ra là nhận đó. Rồi mấy đứa này nó được huấn luyện, nó cũng có tài lắm, năm đứa nhỏ này lên diễn show đó là chiếm hạng nhất đó, thành ra cũng mở trang nhà rồi quyên góp là giúp đỡ. Tại vì năm đứa là năm đứa mồ côi, còn nếu mà nó là năm đứa có con thật thì ai người ta cho tiền. Thành ra đó là phía công an hoặc một số người tố như vậy thôi, còn hư thực thế nào thì mình không biết. Thành ra cái vụ sau nó gồm có hai cái, một là loạn luân, thứ hai là chịu cưỡng đoạt tài sản đó. Thì chúng ta sẽ chờ xem ha. À, vâng. Việt Nam còn gì nữa anh nhỉ? À, thưa Việt Nam thì nói chung nó có một cái chuyện lùm xùm nữa rất là nhiều, đó là chuyện xăng dầu. Thì chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua có nhiều cái khủng hoảng, rồi thêm cái chiến tranh ở Ukraine với Nga nữa, thành ra giá xăng nó lên. Rồi mà Mỹ á, thì lại năn nỉ Saudi Arabia tăng sản lượng dầu lên, thì Saudi Arabia nó không tăng mà nó lại còn giảm nữa để nó giữ giá dầu, nó bán được giá cao đó. Trong khi đó Mỹ thì anh thấy đã có lúc lên đến 5-6 đô, bây giờ thì xuống là 4 đô mấy lại lại rồi đỡ rồi. Thế nhưng mà bên Việt Nam á, thì cái tình hình xăng dầu cũng rất là lộn xộn. Tức là họ nói rằng cái lúc mà giá lên cao á, thì buôn bán lại có vẻ trôi. Ai cũng sợ lên cao thành ra nó mua nhiều. Thế nhưng mà bây giờ giá nó xuống á, giá bằng cách này cái kia nó xuống á, thì mấy trạm xăng lại lỗ. Tức là họ có một cái câu là bán nhiều lỗ nhiều, cho nên họ không muốn bán nữa. Có những trạm xăng phải tạm thời đóng cửa. Đương nhiên trạm xăng á, là lấy xăng từ những cái depot lớn, những cái đại lý lớn đó, và nó có nhiều cái luật lệ gắt gao, cho nên là họ phải chịu cái sức ép của cái đó cộng với lại cái sức ép của người mua, cho nên rốt cuộc á, là họ bán nhưng mà họ không có lời. Thì nó ra một cái hiện tượng rất là kỳ lạ như vậy. À, cho nên rằng là nếu mà chúng ta theo tin tức thường xuyên ở trong nước thì chúng ta sẽ thấy suốt ngày điên đảo về vấn đề giá xăng. Thì mình cũng không biết là tại sao, đó là lúc nó lên cao giá thì lại bán được cây xăng sống khỏe, mà bây giờ xuống giá thì cây xăng lại không đủ vốn, không muốn bán. Có nhiều cây xăng tạm thời đóng cửa, đó là cái tình trạng như vậy. Còn Rất là chuyện bất an. chuyện chuyện bà Hằng anh có theo dõi không? À, chuyện bà Hằng, thưa anh, là bà có xin tại ngoại hầu cha. Tức là đã qua 3 lần rồi. Một lần 3 tháng, một lần 2 tháng và một lần thêm đâu 19 ngày, mà tới bây giờ vẫn tiếp tục giam. Tức là không có được tại ngoại hầu tra. Và đặc biệt là ông chồng thì ông Dũng là vôi đó, thì hoàn toàn không thấy lên tiếng gì cả. Tức là anh này đó ngày xưa là đi bộ đội, rồi sau về làm công an, rồi làm ăn khá, rồi cuối cùng trở thành dân biểu. À, dân biểu quốc hội đó anh ạ, chứ không phải không đâu, cũng là dân biểu quốc hội. Rồi về sau này anh chuyên lo làm ăn thì anh không làm dân biểu nữa. Và cái chính của hai vợ chồng này cũng là vấn đề đất đai. Và thực ra đó, những cái lời mà bà Hằng nói trong suốt hơn 1 năm trời đó, đặc biệt là nói về cơ ngơi của bà đó, là tôi là bà tổng, khoái lắm, tôi là bà tổng đó, tôi phải lo cuộc sống cho cả ngàn người thế này thế kia. Nhưng mà những cái tin bà nói ra đó thường thường là bốc gấp 10 gấp 100 lần. Thí dụ như tôi lo cho hàng ngàn em mà mổ tim, thì anh biết mổ tim là trong một trong những cái mổ mà đắt tiền nhất, thấy không? Thì bà nói là tôi đã để sẵn cái quỹ đó, là các bệnh viện là mổ cứ việc dùng. Nhưng mà đến khi mà nói quá rồi đó thì có ở mấy ông bác sĩ ở bệnh viện Nhi Đồng nói đâu có, mỗi ca mổ họ chỉ trợ cấp 20% thôi, và phải làm hồ sơ trình cho họ, họ đồng ý quyết định. Và tới giờ thì chắc cũng vài chục hay 100 là nhiều, chứ không có mới là cả ngàn.
đó, thành cái con số mà bốc lên đó là kể cả vấn đề mà bình oxy hay là máy oxy, cho tới cái vụ cái găng vừa rồi quảng cáo là găng găng y khoa đó. Nhưng mà những cái tin khác đó thì họ cho rằng thực ra găng này chỉ là cái hạng găng của làm bếp thôi, đó, đi chợ thôi, hay là sửa chữa máy móc này kia, chứ không phải là găng y khoa. Găng y khoa đương nhiên là phải qua một cái quy trình kiểm tra và đúng cái tiêu chuẩn y khoa mới được, chứ không phải lấy bất cứ cái găng nào đeo vô mà làm y khoa. Mà găng y khoa theo tôi biết đó, thì thí dụ như một cô y tá ở bên Nhật, trung bình đây là một ngày đó họ sử dụng từ 7 cho tới 10 cái găng. Tức là cái găng A đã dùng cho người A rồi thì cái găng B phải dùng cho người khác, phải lấy cái găng mới. Cứ xong cho một người họ lột ra họ bỏ, xong một người họ lột ra bỏ, chứ không phải là đeo găng thì thủ cho họ không, mà họ lại chữa hết người này qua người kia, thì chính họ là cái người làm lan truyền cái bệnh phải không, từ người này qua người kia. Cho nên làm cho một người xong rồi họ giục họ bỏ. Tôi thấy họ giục nhiều quá thì tôi mới hỏi, thì một ngày có 7 tới tới 10 10 bộ găng. Thế thì thành ra bà cũng chưa được la, cho nên không nghe được cái gì trực tiếp từ bà hết, mà cũng không thấy ông chồng, không biết bên trong chạy trọt như thế Tại nào luôn, mà vì hoàn toàn anh Minh vô bệnh viện biết rồi, găng 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 y tế nè. là nó mà mang vô cái để tiếp xúc với bệnh nhân, ra lột ra dùng được ngày cả thể mấy chục cái răng ăn như vậy, là tháo ra mặc vô, tháo ra dùng mặc vô, tháo ra dùng liên tục găng y tế. Vâng, thì đó, thì vậy đó, như vừa nói với anh đó. Dạ, Rồi mình nhảy ra cái chỗ Ukraine, cái gì mới không anh? dạ bên anh, thưa anh, bên Ukraine thì mọi người cũng đã biết là mới xảy ra, coi như là Nga đã xảy ra một cái vụ nổ ở cái cầu. Cái cầu này thì cái tên chính thức của nó đó thì là cột, nhưng mà tức là cái eo biển, nó là cái eo biển giữa Biển Đen và Azov, hai cái biển đó. Thì ngay cái eo biển đó thì cái đất ở bên tay phải đó là đất Nga, còn bên tay trái đó là cái bán đảo Crimea, mà trước là thuộc của Ukraine. Cho nên vì nó có cái khoảng cách như vậy, cho nên là năm 2014, sau khi mà chiếm cái đảo đó rồi đó, thì coi như là Nga quyết định xây cái cầu này. Nó dài tới 16,9 km, trị giá nó là có 3,7 tỷ anh. Thực ra nó là cầu đôi, tức là nó vừa cho xe hơi vừa cho xe hỏa chạy song song nhau. Thì cái cầu cho xe hơi đó thì nó có 2 làn xe tới và 2 làn xe về, tức là 4 làn xe tất cả. Còn cái xe hỏa thì không biết nó là 1 hay 2 đó. Xe hỏa thì có thể từng chuyến lâu lâu nó mới chạy đó, có thể là nó chỉ một đường thôi, nhưng mà lúc thì xe chạy này chạy, lúc xe kia chạy. Thế thì bây giờ cái vụ nổ đó là nó nổ ở chỗ mà hai cái cầu thấp đó thì anh thấy đó, đó là cái cầu xe hơi, và cái cầu cao bên trên là cầu xe hỏa, và cái phần mà mình cháy thấy cháy đó, đó là 7 cái toa bồn chở nhiên liệu bị cháy đó. Thì đầu tiên đó là một cái tiếng nổ khủng khiếp lớn bung lên khắp như vậy. Thì lúc đó là có một cái xe tải, hai người chở nhau từ phía bên Nga đi qua Crimea, thì người ta nghi rằng là có dính là thủ phạm hay không, nhưng mà cho tới bây giờ thì hai người này họ nói họ không biết, có thể là bị đặt chất nổ hay là người ta chỉ nói là chở dùm phân bón vân vân. Nhưng mà có những dấu vết cho thấy rằng có thể là cái tiếng nổ đó, cái vết tích đó thì cũng không biết chắc chắn nó từ đâu. Tức là người ta nghi vấn là hai cái vũ khí bí mật, một là máy bay không người lái chở chất nổ. Nhưng mà theo tôi nghĩ một máy bay không người lái chở chất nổ thì không có to đến như vậy số cái lực nổ, hoặc là một cái tàu ngầm không người lái gì đó đi ở bên dưới, thành ra nó nổ bung lên, mà lại chỗ hai cái cầu nó tiếp giáp nhau, cho nên cùng một lúc nó phá luôn hai cái cầu. Tức là thứ nhất là cái cầu xe hơi thì nó có làn đi làn về, thì có một làn đó bị sập sập 2 nhịp anh, tức là cái chỗ nối đó nó lung lay, nó nổ nó sụp xuống à. Thế nhưng mà có đường đi đường về, cho nên một bên vẫn còn, mà một bên thì bị sập. Cho nên bây giờ đó là tạm thời cho xe hơi đi, nhưng mà phải chờ nhau cái làn này đi hết xong rồi thì mới tới làn kia thay đổi nhau như vậy. Còn một bên thì bị sập rồi thì phải mất thời gian sửa chữa. Còn cái đường xe hỏa cũng bị cháy và cũng phải chờ tu bổ và kiểm tra lại. Tức là tóm lại cái đoàn tàu nó dài lắm, khoảng 25 toa, trong đó có 7 toa là nhiên liệu, thì 7 toa nó cháy hết. Đó.
Thế thì cho tới bây giờ Nga đang mở cuộc điều tra cho nên cũng chưa có kết luận nào. Ở phía Ukraine thì họ nói họ không có trách nhiệm về chuyện này hết, nhưng mà Ukraine lại tổ chức ăn mừng la tem. Anh nhớ là cái chiến công lớn nhất của Ukraine đó là khi coi như bắn chìm hai bằng hai hỏa tiễn, bắn chìm cái xoáy hạm tên là Moscow. Đó, xoáy hạm này là chỉ coi luôn cả cái vùng biển đó, đó là lên tới 12.000 tấn đó, là hạm có ba chiếc ở tàu Nga, nó có ba chiếc là hạm xoáy hạm mà coi như là mạnh nhất đó, có ba chiếc chuyên bắn hỏa tiễn vân vân. Thế thì một chiếc bị chìm thì khi đó họ cũng ra tem, và kỳ này họ cũng ra con tem 7 triệu con tem để kỷ niệm coi chiến công, mặc dù họ không nói thẳng là họ họ ra tay bởi vì họ sợ là Nga nó trả thù. Thì quý vị thấy một cái điểm là như thế này, khi mà ông Putin ký cái giấy đó để công nhận bốn cái tỉnh đó thì thực sự đó họ chưa chiếm hết bốn tỉnh, tỉnh nào cũng bị là coi như ra bèo hết, tức là có chỗ anh chiếm có chỗ bên kia chiếm đó, và mới đây đó, thì đang bị lùi 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 rất là nhiều đó. Thành ra trên bản đồ đó, trên bản đồ đó thì anh Nga anh nhận của mình là nó phình nó to lắm hết cả bốn cái tỉnh đó, nhưng mà trên thực tế đó thì nó không phải như vậy, chỉ là một phần của cái tỉnh đó thôi, ví dụ như cái Luman mà anh vừa mới thấy đó, thất thủ đó đó. Thì cái Luman này lúc đó là đang đánh nhau, vậy thì đâu có trưng cầu dân ý gì đâu, đâu có bỏ phiếu đâu có gì đâu, mà bây giờ mất rồi, mà trong khi nó là nằm trong trong cái một trong cái bốn tỉnh mà Nga tuyên bố là của mình. Rồi Nga còn nói nữa, nếu mà đụng tới Crimea thì kể như là ngày tận thế của Ukraine đó. Thế rồi bây giờ đó không phải là cái vụ cầu bị nổ này không, mà đã có mấy cái căn cứ nằm ở trên Crimea đã bị hỏa tiễn của Ukraine bắn rồi, mà Nga vẫn chưa nhúc nhích làm gì hết, tại vì đụng tới vấn đề nguyên tử là cả một cái vấn đề lịch sử nhân loại. Nhớ mãi chuyện Hiroshima và Nagasaki, không lẽ nước Nga và Putin sẽ là người thứ hai xếp hàng sau đó là sau là 70 mấy năm nên là yên bình không có chuyện gì cả, thì bây giờ Nga dùng cái đó sao? Cho nên là dù là anh dùng cái loại chiến thuật loại nhỏ đi chăng nữa thì người ta nhớ đầu tiên nhất là vũ khí nguyên tử, chứ người ta không cần biết là nó lớn hay nó nhỏ như thế nào. Chắc chắn là anh sợ dư luận, và anh chính cái bản thân anh đó, mở cái cuộc chiến này đã là bất bất nhân bất nghĩa, và người Nga đã phản đối rồi, cho nên chưa chắc anh đã yên thân cho tới chết, có thể anh chết trước, có thể có đảo chánh hoặc có thể thế này thế kia nữa, cho nên rằng là lại còn tạo thêm cái tội ác này nữa thì cái nghiệp lớn quá. Thành ra vì vậy cho nên nói thì dễ, nhưng mà như chúng ta đã thấy đó, từ Thế chiến thứ hai khi mà chiến tranh lạnh thì hai bên Nga Mỹ hồi đó đang thập niên 60 đó là thi nhau thử bom nguyên tử, chúng tôi theo dõi hai bên, và lúc đó tàu thì còn yếu cho nên hiệp định luôn luôn là Nga với Mỹ thôi. Chế như vậy đó là nước Nga nó có khoảng 13.000 đầu đạn và Mỹ là 12.000, và cái trái bom lớn nhất là bom H của Mỹ đó thì khoảng 20 megaton, mà cái của Nga đó là 50 megaton. 50 megaton này đó thì nó tương đương với 3.000 trái bom thả xuống Hiroshima. Anh tưởng tượng không? Một trái bom thả xuống Hiroshima đã là 7 tấn rưỡi, là coi như là tương đương 16.000 tấn TNT, mà cái này nó gấp 3.000 lần, anh tưởng tượng không? Nó gọi là trái bom xa, lấy tên đằng xa hoàng, nó thử ở Bắc Cực, thử một lần thôi. Mỹ thì cho là lớn quá không cần thiết, đành cho Mỹ làm 10 20 thôi đó. Rồi suốt 70 mấy năm lo cái bảo trì, thứ nhất là sợ nó nổ nó nguy hiểm, thứ hai nữa là sợ bị đánh cắp, nó đánh cắp rồi nó đem về nó chế bom chẳng hạn, tụi khủng bố chẳng hạn, đúng, rồi. Cho nên là cái tiền để lo cho đội binh mà học tập rồi huấn luyện làm cái đó suốt 70 mấy năm trời là biết bao nhiêu. Ví dụ như Mỹ, Nga đều có tàu ngầm nguyên tử hết đó, chạy ở dưới và dựng đứng như vậy, tàu lớn lắm. Anh biết rằng là Mỹ đó, tàu loại lớn nhất là loại Ohio hay Trident đó, là cỡ 16.000 tấn. Trời ơi, còn hơn cái xoáy hạng của thằng Nga nữa, đó là tàu ngầm đó. Còn thằng Nga nó làm tàu ngầm cỡ nào ấy biết không? 25 tới 40 ngàn tấn. Tàu ngầm mà 40.000 tấn, anh thấy khủng khiếp không? Anh làm ba cái, rốt cuộc á chạy hoài tốn tiền quá, nuôi mấy trăm thủy thủ bên trong á, mấy trăm luôn, rồi rốt cuộc rồi tu bổ hoài mà chả có dùng cái việc gì hết. Cuối cùng là anh bỏ hai cái rồi anh giữ lại còn con cái à, coi như để tượng trưng thôi.
Còn cái máy bay lớn nhất là ở Ukraine đó là cũng là máy bay khổng lồ, nó lớn hơn cái Galaxy C5 của Mỹ là lớn nhất. Cái này nó còn lớn hơn nữa. Thì trong cái vụ mà bị pháo kích vừa rồi đó thì nó nằm ở trong hangar, nhưng mà pháo trúng cái hangar đó cho nên cái máy bay đó là coi như tan, tức là hoàn toàn không thể sửa và sử dụng được. Nếu có bây giờ là ráp lại chơi để mà trưng vậy thôi chứ không còn nữa. Thành ra cái máy bay lớn nhất, niềm tự hào của Ukraine và của nước Nga thời bây giờ cũng cũng coi như không còn nữa. Tức là bây giờ cái cấp lớn nhất là chỉ có Airbus hoặc là cái Galaxy 5 của Mỹ thôi. Chúng ta đi một loạt tin tức từ cái chuyện mà trái cây cho đến chuyện Vạn Thịnh Phát, đến chuyện Ukraine, đến chuyện Thiền Am. Không biết anh Minh còn cái tin tức nào mà anh có chuẩn bị để gửi À, đến. trong cái vấn đề này anh Nga vừa mới thay ông đại tướng chỉ huy coi như cái mặt trận Ukraine, tức là tư lệnh của mặt trận Ukraine, thì là ông tướng đã bị thay bằng một ông đại tướng khác tên là Alexander Donikov. Thì ông này đó là từng tham gia cái mặt trận ở Syria. Anh nhớ rằng là Nga đã ủng hộ Sadat trong cái vấn đề mà chiến tranh với lại các cái nhóm ở Syria. Thì ông này đã nổi tiếng là cứng rắn, thì bây giờ ông này được cử về thay thế cho cái ông trước, bởi vì trong thời gian qua thì quân Nga nghĩa là nó yếu quá. Tôi không thể tưởng tượng được một cái quân đội nó yếu kém về vấn đề chiến lược, chiến thuật và binh sĩ, tư cách, vân vân đó, tất cả cái gì nó yếu kém, không ngờ Nga lộ ra hết. Tại nhà có lẽ là ông Putin ông chỉ nhìn những cái buổi duyệt binh thì thấy là binh hùng tướng mạnh, nhưng mà đến lúc ra mặt trận giữa bom đạn, mặc dầu là mình nhiều hơn người ta mà rốt cuộc là tinh thần lính tráng thì không có gì cả, tại vì là một hình thức cướp đất, nó không có chính nghĩa. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là tư lệnh hải quân ở biển Đen và Azov cũng bị thay thế, tức là ở trên bộ cũng như là trên biển đều là những vị tướng chỉ huy đều thay thế hết. Chưa kể là trong nội bộ đó là phải rà soát lại cái ngành an ninh đó, bởi vì sợ có những cái tên coi như là phản bội, hoặc là bây giờ phải lo bảo vệ cái sinh mạng cho Putin, tại vì Putin càng ngày càng trở nên nguy hiểm và càng ngày càng bị người ta ghét, cho nên có thể trở thành một mục tiêu của một cái nhóm nào đó mình không biết được. Thành ra Putin bây giờ cũng phải lo cho cái thân mình đó, nếu không khéo thì là coi như có thể bị ám sát vân vân. Câu chuyện đầu tuần còn gì nữa không anh? Dạ không, không biết anh có cái gì Dạ, anh. tôi sẽ tạm chia tay đây nha. À vâng. Mời Dạ. quý vị đón nghe chương trình cuối tuần của Độ Thông Minh. Và Dạ. xin trân trọng kính chào quý vị. Dạ Và vâng. anh trở lại công việc. Hy vọng anh đang có thưởng thức bánh nho thật là ngon. Nên. À, Chào anh. anh có biết không, Việt Nam sang lắm đó, Việt Nam bán nho này đó anh. Nó nhập qua Việt Nam đó. Trời ơi, nó hối lộ với nhau bạc tỷ, cái này nghĩa lý gì, anh thấy không? Mà anh biết trái cây mà di chuyển là phải chở bằng máy bay đó, là cái tiền cước là biết bao nhiêu, anh thấy không? Tiền cước rất là mắc. Bây giờ anh thấy một cuốn sách nhé, một cuốn sách 500 trang anh gửi trong nước Mỹ á, thì độ 9 đô la mấy, tức là flat rate của cái bao thơ có sẵn của bưu điện, nhưng mà anh gửi qua Canada là 25 đô. Cuốn sách anh nhiều khi giá có 15 20 đô mà tiền cước không, nhưng mà tiền in của anh chỉ 5 10 đô thôi, mà tiền cước không á, là qua Canada là 25 đô, anh qua Á Châu và Úc Châu là ba mươi mấy đô đó. Cái tiền cước bây giờ mắc lắm, mà Mỹ bây giờ nó bỏ cái chế độ gửi tàu thủy rồi. Ngày xưa nó gọi là bốc sắt đó, nó cho vào cái thùng đóng kỹ rồi nó cho vào cái bao túi đó, là bốc sắt, thì bây giờ nó bỏ rồi. Thành ra tất cả gửi bằng bưu điện thì cước rất là mắc, cước không thể tưởng tượng mắc lắm. Rồi, cảm ơn anh. Xin Dạ. hẹn gặp lại anh trong lần tới. Xin chào anh. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý khán giả, và xin chào anh Nam. Dạ. Xin chào Gặp quý lại vị. ở kỳ Dạ. sau.